Rồi hello, chào bạn. Rất vui bạn quay trở kênh Sao Giải Thể chấm com này. Hôm nay có một cái chủ đề khác khá là hay về cái phần lưu điện. Vừa có một anh gửi đến cái bộ lưu điện của Halotech, cái này đang bị lỗi. Thành ra là hôm nay mình sẽ có một bài chia sẻ với bạn về cái bộ lưu điện này. Đấy, tháo ra xem ruột, rồi xem cách mạch miếc nó chạy như thế nào, sau đó là tiến hành xử lý, sửa lỗi cho cái kích điện Halotech dùng cho cửa quấn. Đây, UPS for Rolling Door này, dùng cho cửa quấn kéo. Hàng Halotech thì hàng của Việt Nam rồi, rất là nổi tiếng, nhưng mà các bạn mà nhà lắp cửa quấn ra sẽ biết cái này, chạy 2Q. Đấy. Đây mình sẽ lướt qua một phần để các bạn xem qua là cái khuôn máy rồi cái các cái phần bố trí sẽ như thế nào này. Đây. Máy thì rất là nhỏ gọn, chạy 2Q, vỏ thì bằng thép chắc chắn vô cùng. Đây, đầu ra điện 220. Chạy 2Q 7A. Mã của nó SN series 306621. Series của máy Halotech. ISO của nó là 9001:2008 và ISO 14001 và 2004, rất là khỏe. Hàng mặt trước thì không có cái vẹo gì cả, chỉ mỗi này thôi, rất là thoáng. Để hai lỗ kín thoáng khí. Đây, ốc ác bên trong là một quai đeo. Đấy. Đây mình sẽ mở các bạn xem mặt nhé. Đây. Đây. Ở bên trong thì mặt bên rìa thì nó có một cái phần nút bấm. Đây. Bật tắt khởi động. Và một nút một cái đèn. Nó báo màu xanh là chạy, màu đỏ báo lỗi và màu vàng là báo đang sạc. Để bạn cùng xem, tức là hết điện thì sạc. Đây, đây là toàn bộ khuôn máy bên trong, các bạn cùng xem. Bộ này thì đã được anh thay hai bình ắc quy mới. Bình ắc quy mới nhìn khá là xịn. Đây các bạn nhìn này. Ắc quy mới mua ngày 17 tháng 9 luôn, chắc là hỏng ắc quy, mua ắc quy mới về thay thì chắc cắm nhầm hay sao, nghẹo luôn. Đây ắc quy nó hàn thì sao? Anh đây tiến hành anh ấy bóp lại cái cốt thay cho cái đầu vàng này, chứ còn gốc của nó sẽ không có màu vàng nhỉ. Dây cắm rồi mạch điện bên trong. Đây là biến áp xuyến. Đây chắc biến áp của Halotech luôn, họ sản xuất ra luôn. Đây mình sẽ lật cho bạn xem bên trong này. Mạch điện bên trong rất là chuyên nghiệp. Đẹp, chạy 1 2 4 con sò to, 4 con bé. Hai con này chắc hai con điều khiển sò. Mạch bên trong. Anh này anh ấy tháo hay kiểm tra rồi sao? Ốc ước còn thấy tháo tung tất tò lè hết rồi. Đây, nhấc ra luôn này. Nhấc ra luôn, anh ấy tháo sẵn rồi. Tháo mang sang để kiểm tra. Anh đòi xỉ luôn nhưng khả năng hơi khó, nhưng mình thì để tạm đây, bắt đầu mình mới bóc để xem. Đây là phần mạch điện bên trong của thiết bị nhá. Phần mặt sau mình nhấc ra các bạn cùng xem. Ốc điếc ở đây và hai cái dây cặp. Mình đang sợ lúc anh lắp nhầm cái đầu này này. Cái đầu điện cho này nó bị chập. Vì mình không nghĩ cái đầu nó lại thiết kế kiểu này. Đây hình như toàn dây nó đấu lại hết. Đấy, chập trong. Mặt này thì chưa thấy có dấu hiệu sửa. Hoặc là sửa nhưng mình không biết. Nhìn trông còn khá là mới. Được. Bóng lộn cũng mạch cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp thử cái công tắc điều khiển vào và cái đèn báo để xem là mạch nó có áo gì không. Mình đang sợ là mạch sẽ bị cháy cái phần cầu chì vào, sợ anh ấy đấu nhầm với cái gì. Đây. Mạch ở hãng này là họ chơi xóa số luôn, rất là ghê. Halotech. Đây chắc mạch nhập cửa bên anh tàu bựa này, sau đó là tiến hành xóa số và lắp ráp tại Việt Nam lắp lại. Mua mạch đặt theo yêu cầu bên đấy. Đây có đường line in này, đầu vào này. Đầu ra út ra rồi báo phần quảm biến cái thứ nó đều báo hết trên này. B trừ B cộng rồi các cái dây điện áp đều báo hết trên này luôn. Rất là nhiều. Các cái phần mà dây cắm ở đây các bạn phải chú ý nha, là lắp rất là chuẩn. Cái dây này lắp phải rất là chuẩn và chú ý là đừng để dây bị lỏng.
Như anh này anh lắp đầu tiên dây bị lỏng này, là hai cái dây này, đây này. Cái dây chỗ này, này rất là lỏng. Thế bây giờ mình lắp vào nó cũng bị lỏng. Cái này nhìn lúc đầu họ hàn thì sao, không phải họ bắt này đâu. Anh này anh ấy tiến hành anh ấy câu lại thay bằng cái kẹp này, kẹp này nó không được chắc đâu. Kẹp này mình thấy là kẹp dùng cái chân to chứ còn cái bản này bản bé, lắp không không vừa. Còn này lắp được thôi chứ còn không không chắc lắm. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành cắm hai. Cái chiếc kích này bây giờ mình tiến hành lắp xong này. Lắp dây xong rồi thì tiến hành bật công tắc, nhưng mà nó đếch có cái gì lên rồi, nằm im hết. Cái phần kích nguồn nó đang có vấn đề rồi. Đây nó phần cái socket kích nguồn này đang có vấn đề ở khu vực kích nguồn này. Chỗ này mình đang nghi là hôm ý anh ấy tháo ra xong, lúc mà anh lắp vào là anh ấy bị để chập dây. Rất dễ bị cái tình trạng chập dây. Chiếc này thì chạy điện 24. Các bạn chú ý nhé, sản phẩm này chạy điện 24. Nhưng vấn đề là cái phần kích nguồn này này. Thì mình đang không hiểu là anh ấy kích nguồn, anh ấy lắp sai hay không. Rồi nó đê vào chân cộng bên này rồi, đóng có điện vào rồi, nổ nhưng mà nó đang không cho kích điện ra. Rất là nguy hiểm con này. Cái chiếc kích cửa cuốn Halotech này thì sau khi mình tiến hành cắm điện ắc quy vào nhá. Bật lên này, sau đó nó cắm điện lưới này vào này, thì đã phát hiện ra là chiếc kích này là bị anh ý, cái phần lúc anh lắp ắc quy mới vào ấy, thì anh ý đã để bị chập điện ở trong. Cái cọc của ắc quy nó rô cao lên, chọc vào, thành ra bị lỗi. Lỗi này thì các bạn muốn sửa được chỉ có một cách, bây phải đo mạch rất là kỹ. Bởi vì cái phần mà bị chậm điện nó bị chập đấy, nó khả năng bị chết mấy con IC điều khiển bên trong, rất là căng cái con này rồi. Lỗi nặng. Con này thì khả năng con này mình sẽ để tạm thời cất đi, để buổi sau mình sẽ có một bài tháo hẳn ra cái mạch đo cho các bạn chuyên sâu. Chứ không thì mạch con này lỗi nặng lắm, không ăn thua. Định là cho các bạn xem ruột và sửa những bệnh cơ bản thôi, nhưng mà cái con này nó lên đến một cái bệnh nặng hơn rồi, thì buổi sau mình sẽ chia sẻ với bạn. Đấy. Ok, vậy hôm nay mình có một bài chia sẻ với bạn một chút về cái kích Halotech này, dùng có cái gì và sử dụng như thế nào. Đấy. Các bạn mà sử dụng cái kích này thì chú ý là khi sử dụng thì khoảng 2 năm đến 3 năm là các bạn nên thay cái ắc quy một lần. Và khi ắc quy thay là các bạn nên tiến hành hàn dây. Bởi vì khi thay thì thường là cái hơi axit nó bốc ra rồi và nó làm hỏng cái cực. Thì hàn dây vào cái cực luôn thì sẽ tốt hơn nhiều. Là cái việc như anh ấy làm thành cái chân cắm trong bị lỏng. Lỏng lúc anh ấy lắp vào trong là nó bị chạm vào cái mạch nên nó dẫn tới hỏng. Nhưng mà thời gian là cái cùng rất là bền. Nó đấy có cái gì để hỏng này. Đấy. Hôm nay cái bài chia sẻ của mình đến đây nhé. Rồi, các bạn theo clip mình. Chúc các bạn nghiên cứu được nhiều loại kích điện và có thể thêm một số tài liệu cho các bạn tham khảo thêm về cái phần kích điện. Bye bye. Yeah.